ý nghĩa của từng câu chú đại bi. Trong những chương trình kỳ trước, chúng tôi đã giảng giải về chú đại bi và mục đích ý nghĩa của chú đại bi cũng như đại lực thần chú đại bi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giảng giải tóm tắt từng câu trong chú đại bi với nghĩa gần nhất và ngắn nhất. Câu thứ nhất: Nam mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia. Tức có nghĩa là: con xin nương tựa kính cẩn dân tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương. Câu thứ hai: Nam mô A Rị Gia. Tức là: con xin nương tựa kính cẩn dân tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chư thiện. Câu thứ ba: Bà Lô Yết Đế Tước Bát Ra Gia. Có nghĩa là: Bồ Tát Quan Thế Âm ánh sáng soi rọi, tỏa chiếu muôn nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để kịp thời cứu nhân độ thế. Thứ tư: Bồ Đề Tác Đoả Bà Gia. Tức là: Bồ Tát mang binh tướng cõi trời tới cứu giúp chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ giải thoát chúng sinh khỏi u minh. Câu thứ năm: Ma Ha Tác Đoả Bà Ha. Có nghĩa là: con xin hành lễ trước các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, tự giải thoát chính mình và giúp đỡ chúng sinh đi theo con đường giải thoát. Câu thứ sáu: Ma Ha Kalo Ni Kaya. Có nghĩa là: con xin cúi đầu hành lễ, hướng tâm đọc chú đại bi với lòng thành kính. Thứ bảy: Án. Tức là: thần chú tổng hợp mười pháp môn di diệu, quy phục tất cả ma quỷ, thần, khiến chú đại bi phát huy được sức mạnh giáo hóa với muôn loài. Thứ tám: Tác Bàn Ra Phạt Duệ. Tức là: tự tại Thế Tôn, câu chú tụng lên sẽ có tứ đại thiên dương tới hộ pháp bảo vệ. Thứ chín: Số Đát Na Đát Tả. Có nghĩa là: thỉnh cầu sự ngưỡng nguyện của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp. Câu thứ 10: Nam mô Tất Kiết Lật Đọa Y Mông A Lị Gia. Có nghĩa là: con xin cung kính hành lễ sự vô ngã của các vị thánh giả. Câu thứ 11: Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lan Đà Bà. Tức là: nơi Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi. Câu thứ 12: Nam mô Na Ra Cẩn Trì. Có nghĩa là: con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát. Câu thứ 13: Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế. Có nghĩa là: ánh sáng soi rọi khắp nơi của tâm từ bi, vừa mạnh mẽ vừa lâu dài, đủ sức cảm hóa chúng sinh. Câu thứ 14: Tác Bà A Tha Dậu Chu Bằng. Có nghĩa là: tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất phát điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái. Câu thứ 15: A Thệ Dừng. Tức là: không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của chú đại bi. Câu thứ 16: Tác Bà Tác Đa Nama Bà Tác Đa Nama Bà Già. Có nghĩa là: đại thân tâm Bồ Tát Đại Sĩ Thế Tôn. Câu thứ 17: Ma Phạt Đạt Đậu. Có ý nghĩa là: con xin cung thỉnh mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát mở lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh. Xin các ngài là thần ở cõi trời và là bạn ở trần gian để hộ trì thiện pháp đạt được thành tựu. Câu thứ 18: Đát Điệt Tha Án. Có ý nghĩa là: thụ ấn khai mở con mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp. Câu thứ 19: A Bà Lô Hê. Tức là: dùng trí tuệ để quan sát và cảm nhận tiếng kêu than của chúng sinh mười phương. Câu thứ 20: Lô Ca Đế.
có ý nghĩa là Thế Tôn hợp với câu số 19 là A Bà Lô Hê Lô Ca Đế, tức là Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát. Câu thứ 21, Ca Ra Đế, tức là người có tấm lòng từ bi, cứu giúp chúng sinh khỏi đau khổ bi ai. Câu thứ 22, Di Hê Rị, có ý nghĩa là con nguyện tuân theo những lời giáo hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát để tu hành. Câu thứ 23, Ma Ha Bồ Đề Tát Đoả, có ý nghĩa là công đức viên mãn, giác ngộ của Bồ Tát dung trồng thành hạnh lành. Câu thứ 24, Tát Bà Tát Bà, tức là hành trì ứng pháp mang tới sự an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh. Câu thứ 25, Mara Mara, có ý nghĩa là thận duyên tu hành, mọi việc đều như ý. Câu thứ 26, Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dận, có ý nghĩa là lời không cần nói ra, ý cũng đạt được tới cảnh giới di diệu. Câu thứ 27, Kulo Kulo Yết Mông, tức là sự màu nhiệm của chú Đại Bi, không có điểm dừng, không có giới hạn, công đức vô lượng. Câu thứ 28, Độ Lô Phạt Già Ra Đế, có ý nghĩa là tập tu hành trì có thể vượt qua sinh tử, giải thoát bản thân khỏi luân hồi, tìm tới nơi an lạc và sáng suốt. Câu thứ 29, Maha Phạt Già Già Đế, có ý nghĩa là pháp và đạo là hai chân lý vượt lên trên mọi thứ, là tối thắng ở đời. Câu thứ 30, Đà La Đà La, tức là tâm lượng chúng sinh, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn chúng sinh bằng nước cam lộ. Câu thứ 31, Địa Lị Ni, tức là tịnh diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết. Câu thứ 32, Thất Phật Ra Gia, có ý nghĩa là hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình. Câu thứ 33, Giá Ra Giá Ra, có nghĩa là mệnh lệnh thúc giục khắp cõi cùng tuân theo pháp lệnh. Câu thứ 34, Ma Ma Phạt Ma La, câu này có ý nghĩa nhấn mạnh hành động sẽ có kết quả, con người theo đúng đạo tu hành sẽ đạt được công đức. Câu thứ 35, Mục Đế Lệ, có ý nghĩa là giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, chướng ngại và bi ai. Câu thứ 36, Y Hê Y Hê, có ý nghĩa thuận giao, tự nguyện tuân theo giáo hóa mà không chút khiên cưỡng, mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý. Câu thứ 37, Thất Na Thất Na, có ý nghĩa đại trí tuệ như ánh dương sáng chói, rực rỡ, đưa con người thoát khỏi vô minh tầm tối. Câu thứ 38, Arasam Phật Ra Xá Lợi, có ý nghĩa cổ xe đại pháp của Phật luân chuyển, đưa giáo lý tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại. Câu thứ 39, Phạt Xa Phạt Xăm, câu này có ý nghĩa hoan hỷ giảng, hoan hỷ nói, hoan hỷ nghe, lúc nào cũng giữ tâm hoan hỷ. Câu thứ 40, Phật Ra Xá Gia, có ý nghĩa tâm giác ngộ, giáp lý trở nên cao quý, sáng suốt hơn. Câu thứ 41, Holo Holo Mara, câu này có ý nghĩa tùy tâm mà hành trì, tu pháp nào sẽ hưởng thụ công đức của pháp đó, như ý đạt nguyện vọng. Câu thứ 42, Holo Holo Heri, câu này có ý nghĩa lòng không khởi niệm, mọi vọng tưởng đều mất đi, rũ bỏ bốn thứ làm tâm u tối, sống đời an lạc, trở thành người có lực tự tại rất mạnh. Câu thứ 43, Tara Tara, câu này có ý nghĩa là thần lực mạnh mẽ kiên cố, có thể phá hủy và hàng phục ma đạo. Câu thứ 44, Tức Lị Tức Lị, câu này có nghĩa là dũng mãnh vượt chướng ngại, vượt lên mọi khó khăn và các tường trên đường tiến tới nghiệp lành. Câu thứ 45, Toro Toro, câu này có nghĩa nước cam lồ thần kỳ, có thể mang tới điều tốt lành,
cứu rỗi chúng sinh. Câu thứ 46, Bồ đề dạ, Bồ đề dạ, tức là giác tâm, mở tâm, Bồ đề để ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm Bồ đề mới tu thành chính đạo. Câu thứ 47, Bồ đà dạ, Bồ đà dạ, tức là giác ngộ trí tuệ, dùng trí tuệ để tiến tới chân tu. Câu thứ 48, Di đế rị dạ, câu này có nghĩa là tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng sinh. Câu thứ 49, Na ra cẩn trì, câu này có nghĩa là thiên hộ đứng đầu các bậc thánh hiền luôn che chở và bảo hộ cho chúng sinh. Câu thứ 50, Địa lì sắc ni na, tức là bảo kiếm hàng phục ma yêu, dùng để trừng phạt những loài ma quỷ không quy phục chính pháp. Câu thứ 51, Ba đa ma na, tức là thành tựu xứng đáng với danh tiếng và đức hạnh tu hành. Câu thứ 52, Ta bà ha, niệm câu chú này sẽ được đầy đủ thành tựu các tường viên mãn, trừ tai và vô trú. Câu thứ 53, Tất đà gia, có nghĩa là mọi sở cầu sở nguyện đều được thành toàn, mọi hành động làm ra đều viên mãn, mang tới thành tựu được khen ngợi và tán dương. Câu thứ 54, Ta bà ha, tức là thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Câu thứ 55, Maha tất đà gia, có nghĩa là hành giả đạt được thành tựu to lớn và viên mãn. Câu thứ 56, Ta bà ha, câu này hợp với các câu trên thành tất đà dạ ta bà ha, Maha tất đà dạ ta bà ha, là pháp bảo của nhà Phật. Câu thứ 57, Tất đà du nghệ, có nghĩa là mọi thành tựu lợi ích đều chỉ là hư vô. Câu thứ 58, Tất bà ra dạ, câu này có nghĩa là nơi mà bản thân được tự tại và công đức vô lượng. Câu thứ 59, Ta bà ha, câu này có nghĩa là hàng giải có thể lấy châu báu ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi cho chúng sinh. Câu thứ 60, Na ra cẩn trì, dùng sự đại bi để bảo hộ, che chở cho chúng sinh. Câu thứ 61, Ta bà ha, tức là thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Câu thứ 62, Ma ra na ra, câu này có nghĩa là tiêu trừ mọi bệnh tật và chướng nạn. Câu thứ 63, Ta bà ha, có nghĩa là thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Câu thứ 64, Tất ra tăng a mục khư gia, có nghĩa là dùng hết sức mình để bảo hộ chúng sinh, không từ bỏ bất cứ việc gì. Câu thứ 65, Ta bà ha, có nghĩa là thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Câu thứ 66, Ta bà ma ha a tất đà dạ, có nghĩa là dùng vô số phương thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh. Câu thứ 67, Ta bà ha, thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Câu thứ 68, Dạ kiết ra a tất đà dạ, có nghĩa là hàng phục ma oán, phát ra âm thanh chấn động để bất cứ loại ma nào đều phải quy phục. Câu thứ 69, Ta bà ha, tức là thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Câu thứ 70, Ba đà ma yết tất đà dạ, có nghĩa là thành tựu vô lượng, công đức siêu diệt. Câu thứ 71, Ta bà ha, có nghĩa là thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Câu thứ 72, Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, có nghĩa là Quan Thế Âm Bồ Tát dùng pháp ứng chúng sinh không còn sợ hãi mọi lúc mọi nơi. Câu thứ 73, Ta bà ha, tức là thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Câu thứ 74, Ma bà lợi thắng yết ra gia, có nghĩa là đức hạnh của bậc đại anh hùng Quan Thế Âm Bồ Tát người người kính ngưỡng. Câu thứ 75, Ta bà ha, thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Câu thứ 76, Nam mô Hắc ra Đát na Đá ra Dạ gia, câu này có ý nghĩa là con xin kính cẩn quy y Tam Bảo, dâng hết tâm thân lẫn tính mạng
để quy y cửa Phật. Câu thứ 77, Nam Mô A Lì Gia, có nghĩa là con xin quy y với tất cả các bậc thánh giả, thánh hiền. Câu thứ 78, Bà Lô Kiết Đế, tức là quán tức là giác ngộ. Câu thứ 79, Thức Bàn Ra Gia, kết hợp với câu trên là danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu thứ 80, Ta Bà Ha, có nghĩa là thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Câu thứ 81, Án Tức Điện Đô, có nghĩa là hành giả được hưởng an lạc và yên tĩnh, công đức viên mãn. Câu thứ 82, Mạng Đà Ra, có nghĩa là pháp hội của hành giả nhất định đạt được thành tựu. Câu thứ 83, Bạc Đà Gia, có nghĩa là toại tâm viên mãn, tùy theo tâm nguyện mà đạt được như ý. Câu thứ 84, Ta Bà Ha, có nghĩa là thành tựu vô lượng, công đức vô biên. Với phần giải thích ý nghĩa giảng giải của 84 câu chú đại bi trên, chúng ta đã phần nào tóm lược được những ý nghĩa của những câu chú đại bi ngắn nhất và dễ hiểu nhất.